Chuyện củ cải trắng Mùa đông đã đến rồi, trời lạnh buốt Thỏ con không còn gì đi ăn nữa Nó đành mặc áo ấm và đi ra khỏi nhà để tìm cái ăn Thỏ tìm mãi, tìm mãi Bỗng nhiên thỏ con reo lên, sung sướng Ôi, ở đây có hai củ cải trắng Mình mới may mắn làm sao Thỏ con liền nhổ hai củ cải trắng lên khỏi mặt đất và vội vàng đi về nhà Đi được một quãng thỏ con chợt nhớ đến dê con. Thỏ nghĩ, trời lạnh thế này chắc dê con không có gì để ăn. Mình phải đem cho dê con một củ mới được. Thỏ con đến nhà của dê con, nhưng dê con đi vắng. Thỏ con để một củ cải trắng lên bàn của dê con và ra về. Dê con đi kiếm cái ăn, nó kiếm được một cái bắp cải. Dê con ăn một nửa, còn một nửa đem về nhà để dành à, đến ngày hôm sau. À, vừa mở cửa vào nhà, với con nhìn thấy củ cải trắng ở trên bàn. Nó ngạc nhiên kêu lên, coi củ cải trắng ở đâu mà ngon thế nhỉ? Gia con nhìn củ cải trắng và nghĩ, trời lạnh thế này chắc khu con không có gì để ăn. Mình phải đem cho khu con củ cải trắng mới được. nghe à, con đến nhà khu con nhưng khu con không có nhà. với con liền đặt củ cải trắng lên bàn của khu con rồi về nhà. À. Hồ con vừa từ rừng về nó ngạc nhiên khi thấy củ cải trắng rất ngon trên bàn Hồ con định ăn nhưng nó chợt nghĩ trời lạnh thế này chắc thỏ con không có gì ăn Mình phải đem củ cải trắng này đến cho thỏ con mới được Hồ con vội vã đến nhà của thỏ con Thỏ con đang say ngủ Hồ con không muốn đánh thức bạn dậy, Lặng lẽ đặt củ cải trắng lên bàn của thỏ con và ra về Đến khi tỉnh dậy nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên bàn có một cái củ cải trắng. Nó kêu lên, ôi sao củ cải trắng lại ở đây nhỉ? Và con suy nghĩ và thành đoán, chắc hẳn những người bạn tốt đã đem củ cải trắng đến cho mình.